Mà khi cô cho đó là cô cũng 23, gần 24 rồi. Cô cho Thì năm 71, nhưng có mà hồi xưa cô bán ba đó là cô không có mặc quần, đen áo trắng, bận nguyên bộ đồ câm lê mà may cái kiểu quần tây mà lửng á. Con nghe cô nói đó là hồi đó cô bán ba cô không mặc quần, con tưởng là cô ngưng ở cái chỗ là không mặc quần á, con giật mình nè, ai ngờ đó là không mặc quần bà Có bán ba nhưng mà quần với áo kate sọc caro mà cái kiểu như may kiểu quần tây á. À, nếu được có thì chị ra ngồi gần thêm một chút xíu nữa cho tiếng nó rõ hơn. Rồi. À, con chào cô với chào chị nha. Chào, Dạ. khỏe chưa Tấn Quỷ? Dạ con khỏe cô. Cô cũng khỏe ha. Khỏe không? Dạ. Bây giờ thế này cô, là thưa cô đó là hôm trước đó thì con có ghi nhận được từ của chị Nga có bày tỏ, thì con cũng có gửi cho cô xem đó. Thì tuy nhiên trong cái câu chuyện này thì theo nhận định ban đầu của con đó thì con thấy cũng có nhiều điểm đáng nghi ngờ. Tuy nhiên nói về cái địa điểm mà gọi là cho con đó thì là cũng cũng chưa gọi là chưa thuyết phục, nhưng mà biết đâu được thì trong cái sự trao đổi đó thì thứ nhất là nghe lời kể lại, chỉ nghe lời kể lại thôi. Còn trong kỳ thực đó thì đối với chị Nga thì như cô biết đó là còn nhỏ mà, đâu có biết trời trăng mây nước gì. Cho nên là con cũng theo nguyện vọng của đôi bên thì con kết nối để đôi bên trò chuyện với nhau coi có cái cảm nhận gì hay không về cái chuyện là có thể rằng là mẹ con hay không. Nếu được thì cũng rất là tốt. Còn ngược lại mà nếu ví dụ như mà không có điểm trùng khớp đó thì ai trùng khớp với trường hợp của chị Nga thì sẽ lên tiếng, hoặc là đối với trường hợp của cô Dung cũng có thể rằng là lâu nay thì chưa đến tai của cái người con của cô, nhưng mà có thể là qua cái câu chuyện này thì sẽ đến tai của con cô. À, thì hy vọng trong cái buổi trò chuyện này mình kiếm cái điểm chung coi thử giữa cô và chị Nga có cái nét tương đồng hay không nha cô và chị ha. À, còn đối với chị Nga thì về cái việc mà chị nghe cái khi mà em đăng tin của chị hôm qua đó thì là dường như là cũng chỉ có nhận được một cái thông tin nói về là cái nguồn gốc của chị là người ba là lai ra sao đó chị ha, chị có thể bày tỏ lại cái việc đó ha. Trước hết á là cho chị chào chị với mạng cộng đồng có cho chị cơ hội lên đây để tìm mẹ. Sao rồi con xin cảm ơn cô Dung là cho con được nói chuyện với cô. Không sao. Cho con kể lại là má nuôi con á, là hồi nhỏ đó là má chỉ nói là hồi đó má mày ẵm mày vô á, chỉ cho mày mặc cái bộ đồ. Mà bộ đồ đó, đó là nói cũ á, thì cũ mới á, thì con thật sự là con không nhớ chính xác. Nhưng mà có cái là tối, màu nó hơi tối, bộ đồ màu tối, nhưng mà cắt mai tai. Con cũng nói thiệt với mạng cộng đồng với lại cô Dung là con không có ý định là tìm mẹ, tại vì mình nghĩ là mẹ mình gửi mình là chỗ này, thì bây giờ mấy chục năm mẹ quay lại cũng tìm mình chỗ này, trừ trường hợp là mẹ mình mất thôi. Nhưng mà khi mấy chục năm con nghe cô nói lại cái bộ đồ thì con mới gợi nhớ lại. Sáng này anh Tấn Dĩ mới nhắn cho hay là để gặp cô, thì lúc đó chắc cũng khoảng 6 giờ thì con mới từ ở quận 11, bây giờ con đang ở quận 11 Đầm Sen nè, con phải chạy về đường Trần Kế Xương để con hỏi lại cái thông tin của người hàng xóm mà từng lại nhà má nuôi con mà để mà đưa giỏng mà cho con ăn cơm á, thì người ta mới kể lại. Còn hồi nhỏ thì là má nuôi bà không kể gì hết, bà chỉ nói có một bộ đồ thôi, còn vấn đề ăn ngậm nút là cả xóm ai cũng đều con ăn không chịu nuốt. Nhưng mà có cái là không có nuốt nha, ngậm hoài không bao giờ chịu nuốt, năn nỉ dữ lắm mới nuốt vậy thôi. Con chỉ biết vậy. Nếu mà thật sự ai ở trên mạng cộng đồng này mà lỡ con đã lên đây tìm mẹ rồi, thì nếu thật sự mẹ của con á, thì nếu mà mẹ của con thì con có mấy điều là ở sớm có cho con hay rồi. Mẹ của con đi vô chung bà đó tên là bà Mười, đi chung với bà Mười cô con coi gì mẹ tên gì bà, con mới đi lấy thông tin luôn ấy, chứ con hồi đó giờ con không có hỏi, tại vì mình nghĩ mình là ở với má nuôi mình là mình ở luôn rồi, vì má ruột mình gần không vô. Tên gì con? Bà Mười. Bà, cháu bà Mười tên anh. Dạ
bà Mười dắt mẹ con vô à, bây ăn giờ trưa hoặc chiều. hoặc lúc đó khoảng trưa hay là chiều đó là ẵm con vô đấy. Còn cháu bà Mười á là tên Anh, nhưng mà cô nó bị tôi chết rồi, con ở sớm gì nha nha Đường bóc treo gần sân bay. dạ bót hàng keo ở quầy đầu hẻm của con á, là cái bót hàng keo, cái bót hàng keo là đồn lính hồi xưa Ở ở đó đó. gần sân bay. Còn nhà từ cái nhà của con mà mẹ ruột con đem vô á, là lợi sân bay cỡ 15 phút hay 15 20 phút. Dạ, từ nhà con tới sân bay cỡ 20 phút. Còn đầu hẻm của con là bót hàng keo, hồi xưa là bót hàng keo. Bây giờ gọi là Nguyễn. Dạ, giờ là gọi là Nguyễn Lam Trần Ký Xương á. Dạ. Mà thật sự ai là mẹ của con á, thì con có thông tin đúng chính xác luôn là bao nhiêu đó. Là bà Mười dắt vô, mà bà Mười đó là làm quán bar, mà bà Mười nói chuyện á là hay liếc anh đó nãy. Hay leo lao lìa là hay liếc Hay liếc, tôi hỏi là có trận không, nói không, bà liếc thôi à, chứ bà không có trận, là bà à. làm quán. Thì bây giờ thế này nè, là chị nói lên cái điều này á, thì cũng hy vọng rằng là có ai liên quan đến bà Mười, bởi vì cái tên này kia thì có, cho nên là cũng hy vọng là như vậy. Còn có Dung có quen ai tên Mười không, có ai chắc không phải đâu con. Nói thẳng là cái Tân Vĩ cô cũng coi mà cộng đồng mà comment là cũng cũng nghi vấn là cô Nga là con của cô. Sự thật cô cũng cảm ơn cộng đồng rất là nhiều, nhưng mà cái lời nói đó thì cái lời cô Nga nói đó mà nó không có đúng, tự vì cổ cũng nghe cái người má nuôi nói lại thôi. Nhưng mà cô cũng mong muốn rằng á, cô tìm đứa con của cô thôi, cô rất là mừng. Vì gì cái từng tuổi của cô là cũng 72, 73 rồi, sắp sửa 74 rồi. Đó, nhưng mà cô thấy là cái những cái lời mà cô Nga nói đó là không có đúng như cái hồi xưa mà cô cho đứa con của cô. Có nghĩa là không, Bị gì có nghĩa hồi là xưa cô cho đứa con. không trùng khớp với Cô hoàn cảnh của cô. cho không có trùng khớp. Bởi vì hồi xưa cô kể cho cô Nga nghe nè, cô cũng có nói với chú Tấn Vĩ rồi. Hồi xưa là cô trôi nổi ở ngoài Quy Nhơn, ở Tuy Hòa. Tuy Hòa cô đẻ cái thằng con thứ ba mà cô nói tuổi thân hồi nãy đó, là cô đẻ ở Tuy Hòa. Rồi cô mới đem về thành phố, cô cho mướn người ta giữ hai đứa lai trước á. Rồi sau cứ trôi nổi ra Quy Nhơn. Thì cô mới năm 2000, 1970 á, là cô có bầu, cô không có biết. Tới năm đầu năm 71 là cô sanh cái đứa bé đó, thì cô nuôi được 18 tháng. Là cô ở Quy Nhơn, cô ở Quy Nhơn ở cái đường đường hẻm số 6, mà ở ngoài mặt đường bên kia đó là cái trại Mỹ, người ta Mỹ nó đóng nhiều lắm. Mà ngay cái chỗ đó là ngay cái núi là Hàng Mặc Tử, hai cái mã Hàng Mặc Tử nữa. Đó, thì cô á, nuôi cháu nó được 18 tháng. Thời gian đó cô cũng đang mang bầu một cái đứa nữa, là cô lấy cái ông người Việt Nam đã có bầu một cái đứa nữa cũng sắp sanh, là cuối tới cái giữa năm 1972 đó. Cô khổ quá cô mới đi coi thầy bói, thì thầy bói coi ba người thầy bói đều nói một câu là giữa tuổi cô với cái đứa bé đó là khắc khẩu không có hạp, nếu mà nuôi á, thì nội trong hai người mẹ con phải có mất một người. Mà cô không tin, cô mới nhờ người ta nhờ kiếm thầy bói coi nữa, mà ba người đều nói một cái câu đó. Cho nên cô suy nghĩ kỹ, nếu mà bây giờ mình thương con quá mà mình ôm mình nuôi, lỡ mẹ mất, con nó muốn tìm mình nó cũng mất mẹ, rồi lỡ con mình mất mình cũng đau khổ. Cho nên cô phải hy sinh cô á cho người ta. Nhưng mà một cái cô đó cũng cỡ đương đứa như cô, chắc cổ cũng ở gần Quy Nhơn hay sao đó, cho nên cổ biết cô tính cho con, cổ lại cổ xin tại Quy Nhơn luôn. Cổ đứng ngay cái cửa nhà của bà chủ, là cô mướn cái phòng cô ở á, cổ đứng ngoài sân cổ xin, đội cái nón lá bận áo bà ba trắng cổ xin thì cô mới cho đó. Mà cô cho sự thật ra không có quần áo, không có cái gì hết, cái khai sanh cô còn giữ, cô chưa đưa. Nhưng mà cái khai sanh đó cô á, ở nhà không có rầy đây mai đó, mất tiêu cái khai sanh đó, mất tiêu giấy tờ hết, giấy tờ của cô cũng mất luôn nữa đó.
Cho nên cái thời gian cô mới trôi nổi về thành phố, cô đẻ con nhỏ mà năm 72 đó, cô mới trôi nổi về thành phố. Chứ nếu như mà Tôi cô sau này cô mới có chồng nữa là đẻ mấy đứa Việt Nam sau này là 7 đứa con mà cô vẫn nuôi hết, nhưng mà cái đứa bé mà cô cho là tại vì thầy bói nói nuôi mà hai mẹ con phải mất một người cho nên cô sợ cô mới cho. Chứ nếu mà ôm mà nuôi mà bữa đói bữa no cô vẫn nuôi được. Bởi vì mấy đứa kia là cô cũng khổ, cô cũng từng đi hiến máu để lấy tiền mua gạo cho nuôi tụi nó được mà. Cho nên cô sợ cái vấn đề hai mẹ con phải mất một người, cô phải cho đó. Dạ, rồi thưa cô, là cái việc đó con xin ghi nhận. Rồi dường như là chị Nga cũng có những điều muốn bày tỏ thêm. Chị Nga cứ nói lên cái nguyện vọng cũng như là biết gì về cái quá khứ của mình đó, hay là nghi ngờ gì thì chị cứ nói. Biết đâu được qua cái câu chuyện này thì cái người nào đó liên quan sẽ nghe được và sẽ có manh mối chị. Trước là con xin lỗi cô. Không Sau là sao. con nói với mạng cộng đồng biết là hồi nãy con về sớm cũ á, thì cái anh đó bây giờ khoảng sáu mấy 70 rồi, anh nói với con kêu anh chứ anh còn anh cỡ tuổi đó, anh nói nghe má mày hồi đó mặc quần màu đen, áo bà ba màu trắng, đội nón lá, mặc cái áo tay cục như vậy nè, mới nói tức Không. thì luôn đó, cái bà đó đó. Cô ấy. Không, Cô ý thì nói cho ngay con cái hồi người đó đem cô gửi, không có bận đâu đó. không có ý con nói là cái người gửi con hồi nãy ảnh cho thông tin vậy đó, là cũng như là bây giờ em trình anh Dĩ là tìm cái người đó Đúng rồi. mặc cái đen áo bà ba màu trắng, nên bây giờ em mới xúc động chứ không phải em xúc động vì ảnh mới nói tức thời chưa quá 2 tiếng là con chạy về đây đó. Mày mặc cái quần màu đen, áo bà ba màu trắng, đội cái nón lá, má mày á tóc hơi dài dài qua tới lên cỡ như là ngang lưng là không dài lắm, nhưng mà má mày á lỗ mũi gãy mà Má tẹt. ruột á hả? Má ruột á hả? Để má mà đem lại ôm con, em ôm con lại á là lỗ mũi gãy mà tẹt, mẹ mày đẹp lắm, còn cái ông Tây mà mày đưa hình á là ổng thương má mày chứ không phải là ba mày, ổng theo má mày, theo cái người đàn bà mặc quần màu đen, áo bà ba màu trắng, đội nón lá, vì má mày ẵm mày vô gửi rồi ổng thấy má mày đẹp quá ổng đeo theo thôi chứ ổng không phải là ba của mày. Nhưng mà ổng vẫn giữ dáng của con, ổng cứ con của ổng hoài, nhưng mà con thâm tâm con không bao giờ con nguyện vọng ổng là ba của con. Nó giống như là cái linh cảm của hai người, nó không phải là tình cha con mà ổng cũng vẫn Không thương phải. con. Dạ Mà cái người đàn ông đó là người lai Mỹ hay là lai Pháp? dạ lai Pháp, ổng là lai Pháp, là ông ba Lai của ổng. Pháp thì đâu có phải là ba của cô. Dạ đúng rồi, không phải tại vì ông nội là người Cô Pháp, chỉ nhưng Mỹ thôi. dạ nhưng mà tại sao mà cái người ẵm con á dẫn ẵm con về nhà mẹ ruột của ổng với lại em ruột của ổng, thậm chí mà con mới vừa gửi hình qua bên Mỹ á, cái cô em của ổng á là bên Mỹ á cũng nhìn cái tấm hình đó, thời đó con mới 29 30 tuổi mà ổng vừa nhìn vô ổng nói ủa hình này của chị Hoàng mà, là chị Hoàng là cái chị mà mặc áo và ba đen mà ẵm con lại gửi đó. Dạ con cũng cảm ơn là chị Hoàng, mà con không biết là trong hồi xưa là mấy người đi phụ quán bar đó là con không biết có hiện giờ còn mẹ con không, chứ là thông tin của em là chính xác đó anh Dĩ, mẹ em mặc quần áo bờ ba màu trắng, đội lá, mẹ cái ông người là cái ông Lai Pháp đó, ông dắt về ông nói là mẹ tên Hoàng, nhưng mà ông còn biết đó là mẹ mày á, là hồi đó đó là ông ngoại mày đặt tên là Lùng cái gì đó, rồi tao thấy xấu tao. Ông nói vậy là cái ông Lai đó, ông nói con thì con không có biết. Thế này này chị, dạ thế này nè, có nghĩa là chị biết được thông tin chị cung cấp thì em ghi nhận. Nói chung là cái mà thông tin quý giá đó là ví dụ như tên và tuổi hoặc là gọi là cái manh mối của những người liên quan. Còn ví dụ như mặc cái bộ đồ gì này kia thì thật ra thì mình cũng chỉ nói cho nhau nghe vậy thôi, chứ nó không quan trọng lắm. Bởi vì ở cái chỗ là đổ đồ thì có thể là ngày hôm nay mặc bộ này, ngày mai mặc đồ kia, mình không có nhận dạng được. Đó thì là hy vọng là qua cái việc mà chị đã nghe những ai đó kể thì chị ráng hỏi là coi mẹ có liên quan đến những ai nữa, tên gì. Đó là cái điều mà hết sức là quan trọng. Ví dụ như chẳng hạn như hồi đó là có quen bà Mười nè, ngoài bà Mười ra thì bạn có bà Mười tên gì đó, ví dụ là như vậy, hoặc bạn mẹ tên gì đó. Mà rất là đáng tiếc rằng á, đáng tiếc rằng là mẹ ruột lại không có tên, mà nhớ mang tên gì chị mới nói đó.
Nhưng mà cái anh mà sáu mấy 70, tại vì kêu bằng anh, tại hồi đó mẹ làm bánh qua vạt, bà mới nuôi á, bà nhà bà làm bánh qua vạt, bà có người con trai. Thì cái anh này á là ảnh vô anh phụ má làm bánh, ảnh còn nói là lúc mà năm 72 á là ông con ruột của má nuôi á bị lính đi lính mất tích chết á, là bà bỏ con ở nhà rồi mấy ảnh đưa, mấy ảnh giữ, mấy ảnh đút cơm này kia là mất tích luôn. Nhưng mà không nhớ là đem con vô gửi năm mấy, nhưng mà bà má nuôi bà lên năm 68, thì năm 68, 69, 70 gì đó là bắt đầu má con mới giữ con. Thì giữ con là nghe nói cái ông Tuấn đó, ông cho ngủ với ổng, nhưng mà má ba la đâu không mấy tháng là ông đi lính mất tích chết, là chính xác luôn, lời chính xác. Má nuôi bà nhắc hoài thì bà thương tiếc con bà đó, con bà tuổi tỵ, bà cứ nói nó cứ đeo ông Tuấn không à, nó không có chịu xa ông Tuấn. Mà giờ người mà thằng Tuấn là con trai, cái đầu cái xong cái nói mấy câu cái con không ngủ nữa, là vài tháng ông đi lính quốc gia, đi lính gì đó, là ông bị mất tích chết luôn, mất xác luôn, là bà ôm con nuôi luôn tới giờ. Còn cái bộ đồ đó anh Dĩ, em hứa chắc là chính xác, tại vì cái người mà em ruột của cái ông Lai đó, ông nói mẹ mày hồi đó đi làm quá ba thiệt, mà toàn là mặc áo bà ba với quần đen không, chứ không có mặc đồ như người ta xe xua. Thì cái lời của ông mới nói tức thì cũng nói mặc quần màu đen, áo bà ba màu trắng, áo bà ba mà tay ngắn nha, chứ không tay dài. Thì cái người kia cũng mấy chục năm cũng nói nhau, cũng y chang bộ đồ, là bộ đồ của người. Dạ Còn cái dạ hình con của ông người Pháp đó chị, dạ là vậy là xác nhận rằng là ông người Pháp có biết là mẹ của chị gửi chị ở địa điểm đó, cho nên là đã tới hỏi thăm và giúp đỡ chị. dạ Là việc đó là có, việc đó là có cơ sở. dạ có cơ sở. Giờ ổng qua Pháp, ổng mất luôn bên Pháp. Rồi Dạ vậy thì ổng chị mới nghe, thông tin là ông đã mất rồi. dạ mất rồi, mất rồi, mất. Vậy thì chắc chắc là nếu vậy thì chắc cũng nắm được cái phần trăm rằng là ông đó không phải là ba ruột của chị đúng không? Chỉ là bạn bè của mẹ thôi đúng không? Dạ Và chị thấy hoàn cảnh thương rồi đến để giúp chị thôi đúng không? mà cái ông đó hồi trẻ ông chuyên mặc bộ đồ màu trắng luôn, nếu mà ai là bạn cùng với mẹ đó là ông này là cũng như thích mẹ, mặc ổng mặc bộ đồ màu trắng. Ở chỗ con là bóp hàng keo, ở đối diện cái hẻm là có một cái đồn của lính bóp hàng keo bên đó hồi xưa. Cái hẻm vô nhỏ lắm, cái hẻm mà vô gửi con á là bà má ruột con đem hẻm nhỏ đi luôn. Còn đối với cái hoàn cảnh của cô Dung đó thì là con cũng có theo dõi comment, thì có nhiều người hỏi là hỏi chị Nga Nhiều có trên à, hỏi hỏi trên đầu chị Nga có hai xoáy không. hơn. Dạ Hai sấy thì nhiều người hay sấy lắm á. À con vậy là hai sấy thì không có một sấy, nhưng mà có cái sấy ngựa gì hồi đó, hồi nhỏ có cái sấy ngựa gì ngay đầu. hai sấy ở trên này nè. Dạ Hai sấy dạ. con cô Chị Dung cũng là xin hai lỗi. xoáy đúng không, con cô Dung hai xoáy đúng không? Hai sấy ở trên này Dạ không, vậy là nó không. đi đôi hai cái sấy chính giữa vậy đó. Mà cô thì nói thẳng ra thì cô cũng cảm ơn cộng đồng rất là nhiều, cô coi comment đó cũng khuyến khích là nghi vấn là cô Nga con của cô, nhưng mà sự thật là nó không có như vậy. Dưới hơn nữa cái ông Lai Pháp hồi xưa cô cũng không biết hả. Rồi cô hồi xưa đó thì cô mang bầu tại Quy Nhơn, đẻ tại Quy Nhơn rồi cho tại Quy Nhơn, Còn cái là này cô mẹ cũng nuôi. cảm ơn cộng đồng rất là nhiều. Cho Dạ nên còn á, cô cũng mong muốn để là tìm được con lắm mà không biết phải làm sao. Đầu con hình như chỉ có sấy ngựa cho này thôi. Nhưng mà con cũng thương cô á, là con cũng không có định quyết định là tìm mẹ đâu. Tại con thích cái vấn đề là bên chương trình anh Tính Dĩ ảnh nói chuyện với lại ảnh tìm người hay đó, thì con mới coi. Nhưng mà lúc mà con thấy chị Hồng với cô nói chuyện thì con nói ủa sao hai người này giống mẹ con lắm, mà sao ta ráng cố gắng coi 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 hoài cái quỷ. Cuối cùng nghe cô nói là con cô cho đồ đó, con mới nói ủa ủa bộ đồ này là mấy chục năm về trước mình nghe má nuôi mình nói, mình đâu có nghe lại đâu, mà sao bây giờ mình lại nghe lại ta. Rồi thêm bây giờ mà chỉ cần con về bên sớm bên ta nói hồi xưa sao mày ác ghê, mày ăn cơm mày ngậm không, mày không chịu nuốt, mà năn nỉ mày nuốt cũng không nuốt, mà nguyên cái sớm ta nói nó không ăn nữa bà bỏ đi vì bà đút nó hoài vậy. Vậy mà con bả ngồi bả chờ cho con nuốt hết rồi bả đút, chứ bả không có bỏ. Cái con của cô á hồi xưa đút cơm cho nó độn hai bên này
giống như con khỉ độn vậy đó, độn hai bên. Dạ. Rồi cái đút một muỗng thứ ba nữa là bắt đầu nó nút nút từ từ hết cái một cái đó, bắt đầu nó lận qua đây này ra, nó nút tiếp, Dạ. nút hết cái bắt đầu nó lận bên này nút tiếp, cứ như vậy đó. Và cái đầu nó cứ như vậy nè, đó lắc lê vậy nè đó. Vậy giống chị Nga à, cho nên là thường á thì các cái thói quen hoặc này kia hoặc là hay xoáy này kia thì cũng rất là nhiều người có, hoặc là bản Nhiều. năng là ăn cơm mà ngậm này kia thì cũng nhiều người có, cho nên thật sự á, thì đây là mình kiếm cái điểm chung cơ bản để mình xác nhận một phần nào đó. Còn bây giờ thời buổi bây giờ thì chỉ có ADN là trên hết, nếu ví dụ như đã có điểm chung rồi thì xét nghiệm ADN. Còn cái trường hợp của chị Nga và cô thì theo con nghĩ là không cần phải phải đến cái bước đó, bởi vì là con thấy nó không có cái gì gọi là nó có cái mối liên quan cả, chỉ là một số thói quen thôi, chỉ có một số thói quen nó trùng. Và cái điều mà cộng đồng thấy khuyến khích nữa đó là do cái gương mặt của chị Nga với gương mặt của cô Dung cũng có nét giống nhau. Để khi nào mà cô lục mấy cái hình mấy đứa like của cô á, cô gửi qua cho Tấn Quỷ coi. Dầu nó like thì nhưng mà cái nét nó cũng giống cô. Nó lai mỹ trắng thiệt nhưng mà cái nét nó vẫn giống cô. Cái đứa con gái đầu tiên nó y chang cô á, nó mập phù lù vậy nè, mà đi ra đường cô với nó đi ra đường là người ta hỏi ủa chị Dung, ủa chị này là cái gì vậy, em của chị hả, tao nói đâu có, con gái tôi đó. Cái người ta nói trời đất ơi vậy sao sao mà nó nhìn thấy nó lớn nó già hơn chị vậy. Tôi nói nó con tôi đó, con Vậy chú à, đó. vậy à. Để bữa nào mấy cái hình tôi gửi qua cho chú coi, với thằng con trai lai thứ ba đó. Dạ cô Dung ơi, cô cho con xin lỗi. Vậy cô nay cô được mấy mươi rồi cô? 73 rồi, sắp sửa Dạ 74 rồi. vậy là cái người con cô mất là năm cô bao nhiêu tuổi cô sanh vậy cô? Cái đứa mà cho hả, Dạ. cái đứa cho đó, cái lúc mà cô đẻ nó là cô được 22 tuổi, Dạ. mà khi cô cho đó là cô cũng 23 gần 24 rồi. Cô cho Nhưng năm 71 mà hồi xưa cô bán ba đó là ha. cô không có mặc quần, là cô không có mặc quần đen áo trắng, bận nguyên bộ đồ câm lê mà may cái kiểu quần tây mà lửng á, Con đã tê. nghe cô nói đó là hồi đó cô bán ba cô không mặc quần, con tưởng là cô ngưng ở cái chỗ là không mặc quần, cái con giật mình nè. Ai giật đó là không mặc quần bà ba. Đó có bán ba nhưng mà quần với áo kt kt sọc caro, mà cái kiểu như may kiểu quần tây á, quần lửng Con nghe cô nói đó, đó. là hồi Không có mặc quần chết á, ta nói mình khùng á. ông mặc quần tây thiếu cái chữ tây. Chào con. Chào Dạ bà con, năm mấy Kéo. tuổi rồi? Dạ năm nay nhớ nay gì tuổi nó bà nghe Dạ năm nay con 12 sắp 13 tuổi ạ. à, sắp À, giỏi vậy hả, học giỏi mười không? Chào bà. con học giỏi không được bà hỏi. À, giá học giỏi nha con. Dạ Con bà, có muốn chú Tức con có Vị muốn biết không, những mấy cô lai đó mà đi tìm được mẹ đó, cô coi trên mạng cô ngồi cô khóc luôn á, cô tủi cái thân cô á. thì có cái Mà duyên chưa tới thôi. cô coi cái vụ cô Hằng từ đầu mùa tới cuối mùa, tới cô Đinh Đa Kim nữa đó, là cô thấy xét nghiệm lần đầu tiên là không đúng rồi, thứ hai cũng chẳng làm gì. Bởi vậy thiệt có người thì cũng cũng cái duyên nó tới đó, nó nhanh, giống như câu chuyện của chị Lan Anh thì lại nhanh, không có trật được, bởi vì là cái giấy chứng minh của người mẹ của chị Lan Anh đó, nó trùng khớp với cái giấy cho con á, cái số chứng minh này cái nó trùng, nên là cái đó nó không có phải phân vân gì hết trơn á. Còn câu chuyện của chị Hằng thì thật sự mà nói là quá công phu, quá Tội cô đó, thấy tội cô Hằng, thấy thương ghê, đi kiếm thấy miệng thương ơi. Cổ nói cổ tìm mẹ 20 mấy năm rồi mà không gặp, thì thì giống như cô vậy đó, cũng tìm con mấy chục năm rồi cũng không có tìm được. theo con nghĩ thì bây giờ thế này, giữa câu chuyện của cô cũng như là câu chuyện của chị Nga thì coi như mình cứ bình thản như vậy, cái duyên tới đâu thì mình Có. đón nhận thôi, cái duyên tới đâu thì mình đón nhận, chứ bây giờ mình có sốt sắng có sốt ruột hay là có mong mỏi lắm thì nó không tới thì sao bây giờ.
mình làm hết khả năng của mình. Giờ con Nga cũng nhờ chú Tấn Vĩ đưa cái kênh này lên, rồi lỡ mà có ai cái người thứ 10, cô bà 10 bà gì đó với mấy người quen người ta biết người mẹ ruột đó để mà người ta tìm. Mà mấy cái người bà Mười với lại cái cô gì cô Hoàng cô Anh, dạ cô Anh cũng mất hết rồi, nhưng mà con bạn cộng đồng cũng rất là cảm ơn nhiều, tại vì là mấy chục năm rồi con mới nghe cô nhắc lại bộ đồ thì con mới mới nhờ chương trình của Tính Dĩ để mà tìm kiếm. Còn bây giờ chắc là tới đây nữa là nếu mà thật sự có duyên với mẹ thì mẹ tìm mình, chứ còn em Đúng thì rồi. Rồi, vậy bây giờ bị chị, gì bị xin lỗi. Vậy bây giờ chị nhắc lại một cái là cái địa chỉ hồi lần mà mẹ cho đó là ở khu vực nào để thì coi mẹ biết đâu rồi mẹ có nghe được cái mẹ biết. dạ ừ dạ bốt hàng keo gần bay dạ chỗ địa chỉ con hồi xưa là gọi là bóp hàng keo, bóp hàng keo đối diện hẻm á, là có một cái đồn bóp của lính. Dạ còn người dắt mẹ vô á là người đó tên là bà Mười, mà bà làm bà nói chuyện hay, hơi liếc liếc dạ. À, mà bạn á, là tên Hoàng với tên Nga, tên Hoàng nữa, tên Hoàng với tên Nga. Còn riêng con á là má ẩm vô má đặt con tên Nga thì bà má nuôi để luôn tên Nga, nếu má có tìm thì má về cái chỗ cũ của má gửi á, là hồi xưa gọi là bóp hàng keo, còn bây giờ má có tìm là gọi là phường 7 đường Trần Kế Xương quận Phú Nhuận là hiện bây giờ. Cái bóp hàng keo đó là nó thuộc quận nào? Bóp hàng keo hồi xưa là quận nào em không nhớ, không biết. Bóp hàng keo hồi xưa thì em không biết, nhưng bây giờ là quận Bình Thạnh đó. Nó nằm với đội ngang quả quận Bình Thạnh. Quận Bình Thạnh là nó đi đôi với thị nhà rồi cái gì cũng quận Bình Thạnh đó. Dạ đúng rồi nhà trong đó Rồi, 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 quận ok. Bình Thạnh hồi xưa có ông ở đó. Dạ bóp hàng keo. Rồi, vị có ghi nhận được. Rồi còn cô Dung thì hình như hồi nãy cô Dung muốn nói điều gì đó mà chưa chưa có bày tỏ được đó cô Dung ha. Dạ, có đôi đi quên ha. Thì cô hỏi chú Tấn Vĩ đó là cái vấn đề cô Phương á Dạ. là Dạ. cô cũng gửi cái mẫu rồi đó. Dạ, giữa cô với cô Phương á thì là nhận được mẫu hình như cách đây cũng 3 4 bữa rồi, chắc là có thể là ngày mai hoặc là ngày kia có. Dạ, chắc ngày mai ngày kia có. Thì thấy hai vợ chồng nói chuyện với cô là xin xin cái Zalo của cô đó, chú Tấn Vĩ cho đó, là chú hai vợ chồng có liên lạc với cô, có nói với cô, bởi vì tôi thấy cô thấy sao cái tên lạ lạ, nửa đêm cô đâu có bắt đâu, đang ngủ mà đâu bắt nghe cái điện thoại nó kêu tít tít coi là biết vậy thôi, tới sáng thì hai vợ chồng gọi nữa thì cô mới bắt coi ai, thì cô hỏi thì hai chồng nói con hai vợ chồng con có xin cái Zalo của chú Tấn Vĩ để liên lạc với cô để nói chuyện với cô, thì hai chồng kể là cái vấn đề vợ hồi đó ở kêu là về Bình Định là Quy Nhơn đó, hai chồng nói là Bình Định là Quy Nhơn đó, tôi nói tại vì hồi xưa cô ở Quy Nhơn là cô chỉ biết Quy Nhơn chứ không có biết cái câu Bình Định đó, Rồi. thì cô chồng cũng kể như vậy đó, thì hai chồng muốn xét nghiệm với cô vợ muốn xét nghiệm với cô, thì cô nói thôi bây giờ cứ liên lạc Tấn Vĩ đi, thì hai thằng chồng mới nói là Tấn Vĩ gọi hoài gọi quỷ gọi không được, tôi nói thì cứ gọi hoài vậy vì chú cũng bận chứ chú đâu có phải mà làm việc một mình đâu, bận lắm thì mình cứ gọi hoài đi thì chú sẽ ra gặp mà. Rồi cái người chồng mới nói là hôm đó có kết bạn Zalo với chú Tấn Vĩ mà chú bị rớt dưới nước hư cái điện thoại rồi, cho nên chú có điện thoại mới chú không biết kết bạn đó, Rồi vụ đó con lo thành xong, ra vụ đó con lo xong rồi, đã gửi xong mẫu, rồi có gửi mẫu này kia rồi, khoảng 1 2 ngày để có kết quả. Còn bây giờ thế này cô nè, là về cái câu chuyện của cô đó thì là con cũng xin nhắc lại để những người vào sau đó thì để hiểu được cái xuất thân của con cô là hồi đó là vào năm 1971 đó thì là cô có gửi con ở Quy Nhơn cô ha. Cái địa điểm gửi con là ở do Quy Nhơn
Dạ phải Quy Nhơn, tại trước sân nhà chỗ cô mướn luôn. Dạ. Rồi cái địa điểm ở đó là cô có thể nói cụ thể hơn một chút xíu, là hình như hôm trước cô nói hẻm bao nhiêu hay là cái gì đó phải không cô? Hẻm số 6, Ừ. hẻm số 6. Dạ. Mà cái đường bên kia đó, đi ra ngoài đầu đường hẻm đó là bên kia đó là trại lính Mỹ. Dạ. Rồi tuốt ở bên kia nữa đó, bên tay trái nữa là có cái núi là của hai cái mồ Hà Mộc cái gì Tự. hàng mà tử gì đó Dạ. Và đó cái lúc mà thì cô cho con đó là lúc đó là con mới được 1 tuổi, 1 tuổi mấy, 2 tuổi gì phải không cô? tuổi rưỡi, tuổi Tuổi rưỡi rưỡi. Dạ. Ừ. tháng Dạ. Vậy là con cô mà nó sinh năm 69, con cô sinh năm 69. không nhỏ đó, xanh xám 71 chứ. À sinh 71 luôn hả? Sinh 71 vậy thì À cho 7 mấy? Cho 72 hả? cho giữa 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 cái năm 72. À cho giữa năm 72. Rồi rồi ok rồi con hiểu rồi. Sinh năm 71. Dạ. Nhưng mà có cái cô Nhung á, cổ ở Quy Nhơn đó, cổ nói là cổ ở đường hẻm 72 đó, bị gì cái bà lợi sinh đó, cái cô mà lợi sinh đó, là cô nghĩ là cái cô đó ở vòng vòng Quy Nhơn thôi Dạ. chứ không có ở đâu mà ta mà lợi sinh hết á, Dạ. bị gì cũng nghe người ta nói đó, cho nên bà lợi bà sinh đó. Dạ cô ơi, cái máy của cô nó bị chạy á, cô cúi cái máy xuống chút xíu đi, nó bị mất cái mặt của cô, nó hơi bị mất thẩm mỹ á. Cô chú ý xuống, đúng rồi, đúng 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 rồi. Dạ. Rồi thưa cô với thưa chị, vậy thì bây giờ thế này, cái thông tin thì con cũng ghi nhận được từ đôi bên, thì con thấy đôi bên không có khả thi, thì theo con nghĩ là không cần phải xét nghiệm ADN. Đó, thì con sẽ truyền tải cái câu chuyện này lên cho chị và cho cô. Nếu ai thấy mình trùng hợp với con của cô hoặc là trùng hợp với bên chị Nga thì lên tiếng, rồi có ai báo gì thì con sẽ báo cho cô và chị biết. Rồi, giờ chị và cô có muốn bày tỏ điều gì thêm được không? Thì bày tỏ, nếu không mình sẽ chào tạm biệt nhau. Ráng cố gắng lên tìm mẹ đi. Anh Dĩ ơi, cho em xin thêm cái thông tin này nữa ha, là hồi xưa cái ông mà Lai Pháp đó, đó chừng lúc là nhiêu tuổi anh, ba mấy tuổi thôi. Mấy đứa con nó ngồi đây nó nói công nhận bà giống mẹ dữ thiệt chứ mẹ giống bà. Dạ đúng giống thiệt. Nó ngồi vị nó nói hoài nó Giống nói như con cô Hồng đó cũng nói là giống cô hay Tấn Vĩ. dạ nó ví dụ như đó, đây là ví dụ nè, ví dụ như mà chị Nga đó cùng xuất thân từ ở ngoài Quy Nhơn thì thật sự là cũng có nhiều cái đáng ngờ, nhưng mà con cái là xuất thân ở trong Sài Gòn thì nó không có đáng ngờ lắm, và cô Dung, bản thân cô Dung cũng không có ẵm con vào trong này gửi, cho nên là cái điều đó là đã chênh lệch nhau về cái mốc thời gian và cái địa điểm rồi, cho nên là không có lý gì. Hôm trước đó thì vị tính đó là còn còn ngờ vực cái trường hợp là cái người sinh con của cô Dung đưa vào trong Sài Gòn gửi, nhưng mà cái trường hợp đó thì là nó không khả thi, xét cho cùng thì nó không khả thi về cái việc đó, mà cũng Bây giờ cho em xin là cái ông Pháp đó cách khoảng em 20 mấy tuổi ta, lúc bé Hằng là con 20 tuổi đó, là ông cho con hay thêm một điều nữa là mẹ tên là Nguyễn Thị Hoàng đó anh. Nguyễn Thị Hoàng sinh 1950, còn ổng là 1946, ổng không biết rồi. Ổng nói mẹ nó của nó hung dữ lắm, là ổng nói với chồng con á, mẹ nó hung dữ, mẹ nó nóng tính lắm, nói vậy thôi. Rồi với anh Dĩ ơi, em trình ghi hình ở đây là cũng nhờ có cô Dung nhắc tới bộ đồ đó nên em mới được lên chương trình. Thì bây giờ sẵn đây anh, em tìm một cái cậu mà em chính tay em ẩm cho được không anh Dĩ, hay là để ghi hình? Thôi thì sẵn thì nói luôn, sẵn thì nói luôn, biết đâu cái duyên là sao. Chị bây giờ hết ra là em cảm ơn Tấn Vĩ với mạng cộng đồng với cô Dung là cho em cơ hội lên đây. Thì sẵn cho em tìm một cái cậu em, đó là năm 1900, hình như là 84, cậu sanh 84, ba mẹ cậu ẵm cậu lại gửi cũng bà má nuôi này nữa.
cũng cái bà má nuôi của con á À, là đúng rồi cũng thế này chị ha. Chị cho em cắt lời chút xíu. Thì cái câu chuyện này đó là câu chuyện của chị Nga. Vì vậy cho nên là nếu cô Dung rảnh á, thì là ngồi chơi cho vui, nghe Dạ, câu chuyện cô cho ta, cô. cô ta. Còn nếu ví dụ như là cô bận hoặc là cô bận việc riêng đó thì cô có thể rời nhóm, thì đó là cái gợi ý để con gợi ý cho cô, thuận lợi cho cô, kẻo rồi không phải chuyện của mình mà bắt cô phải ngồi thì thấy rất là tội nghiệp cho cô đó. Thì nếu Đâu mà có để hay sao hết. dạ vậy thì cô ngồi nghe ha, ngồi nghe thì có điểm nào góp ý thì góp ý. Dạ, rồi chị kể tiếp Dạ vậy. Ừ. rồi cũng xin nhờ mạng cộng đồng chia sẻ giùm để tìm cái cậu em sinh năm 1984 Dạ. 84 85 gì đó, Dạ. ba mẹ cậu đó lợi hai vợ chồng em lợi là bây giờ xưng em với cái người mất, cái người bị thất lạc hả chị ha, Dạ. lại gửi cho bà má nuôi của chị cũng là con nuôi, gửi cho bà má nuôi của chị rồi xong rồi đi luôn không có quay trở lại, rồi xong rồi má nuôi em á không quay lại thì người ta mới chỉ là nhà nội em á, thì chị lại nhà nội em á để giao cho nội em thì nội em không có nhận, nội em nói là ba mẹ của em á nhận em về rồi ba mẹ em về rồi quậy chửi, thành ra là chị ẵm về. Lần thứ hai nữa nội em không nhận nữa thì lúc đó là má nuôi của chị á là lớn tuổi rồi, cũng là gần 60 rồi, còn chị á thì con gái mới lớn lên mới có 13 14 tuổi á, nên chị không có làm gì được để nuôi em hết, nên chị đành ẵm em đi cho hai người phụ nữ đó ở trên ngã tư Phú Nhuận á, hai người đó là người Hoa, đặc điểm trong người của em á là bị lé con mắt của em bị lé lé dữ lắm, trên sống mũi của em á có một vết thẹo ngang lớn thật là lớn không bao giờ xóa được, em á tựa tựa giống như con lai vậy đó, mũi em cao đẹp lắm, nếu em có coi được cái chương trình Anh Tấn Vĩ á thì em muốn tìm ba mẹ đó thì em lên chương trình, còn em gặp chị nhìn hình dáng em nếu đúng thì em về em xin với ba mẹ nuôi em á, cho em tiền mẹ ruột của em đi, chứ xuất thân của em là không phải là con nuôi của người đó, con nuôi của người đang nuôi em là chính tay chị ẵm cho mà Dạ. chị cho. À, thưa chị, em còn lấn cấn cái chỗ này chút xíu là em nghe chưa có kịp. Có nghĩa là ý chị nói là vào năm 1984 thì có Dạ. người ẵm con đến cho ba mẹ nuôi của chị, và chị đã ẵm cái em bé đó. Gửi nuôi ăn lương giống như mẹ của chị gửi chị vậy. À, lại gửi, bởi vì là chắc nếu vậy thì là mẹ mẹ nuôi của chị là chuyên chuyên nuôi trẻ nên là người ta mới ẵm đến gửi. Rồi, Dạ. người ta ẵm đến gửi thì lại là chị Nga ẵm cái em bé đó. Rồi sau đó là người ba mẹ ruột là bỏ đi, Dạ. không trở lại nữa. Dạ. Thì buộc lòng chị Nga phải đi cho một người khác. Dạ. À, lúc đó chị Nga mới 13 14 tuổi. Dạ đúng rồi. Dạ, và đặc điểm điểm của cái em đó là mắt bị lé một Dạ, một con mắt lé dữ lắm, lé bên. nhiều. Rồi chị Nga cho ông bà đó là người Tàu, người Hoa. Người đó là người Hoa. Rồi, cho em hỏi nè, là chị có biết tung tích về cái người Hoa đó là địa chỉ ra sao và có tên tuổi thế nào không? Cái thứ nhất là đầu tiên là hồi đó em 13 tuổi em có cái nghề thiêu thiêu áo thì em thiêu cho chủ của em ở ngã tư Phú Nhuận, thì cái chị chủ đó chị mới thấy hoàn cảnh của em là con nít mới lên mới lớn đang đi học nghề thiêu mà lại bà mẹ thì già không nuôi nổi, thì em mới hỏi gợi ý là để gửi cho ai nuôi giàu có người ta nuôi cho em sung sướng, rồi bắt đầu chị đó mới giới thiệu giùm cho hai người phụ nữ đó lại tới ngay chân đường ngã tư Phú Nhuận á, là em viết giấy em cho. Ngay ngã tư Phú Nhuận. Dạ, ở ngay ngã tư Phú Nhuận. Ừ. Người Có nhớ nhà một. cửa này kia, có nhớ nhà cửa số mấy hoặc là tên gì này kia không? Hiện giờ là em biết được cái nhà của cái người mà giới thiệu, nhưng mà không biết cái người đó còn ở đó không hay là dời đi rồi. Dạ. Nhưng là em tìm em trước đi, rồi em hay lần hãy tìm tiếp. Chứ Dạ. bây giờ em đó em đâu có lý do nào mà để em nhận em lại. Phải Dạ. chi em
em ruột của em trai đó thì chị nhận em lại thì mới có ý nghĩa. Rồi, rồi cho em hỏi tiếp nè, là sau này đó thì người ba mẹ ruột có đến tìm chị và có hỏi lại đứa con đó không? Dạ không, đi luôn luôn. Tới giờ cũng cái xóm, nguyên cái xóm ai cũng biết là bà má nuôi nhận hai đứa con nuôi bị bỏ luôn. Dạ, vậy thì thế này nè chị, cái câu chuyện này còn khó hơn câu chuyện của chị nữa. Bởi vì á, chị mới chỉ là nếu mà có tìm được chị đó, chị có tìm được em đó thì chị mới là người trung gian thôi, chứ chưa phải là người chính gốc. Đó, Dạ đúng. và để mà tìm được người chính gốc thì nó phải qua hai chặng. Hoặc là ví dụ như đôi khi cái em mà sinh năm 84 đó thì không có nghe được câu chuyện này, nhưng có thể là bên cái người mẹ ruột của em đó có nghe được câu chuyện này thì có tới kiếm chị Nga chăng nữa thì cũng không có đứa con đó nữa. Bây giờ đứa con đó cũng vô phương không biết ở đâu. Cho nên là cái việc của chị bày tỏ thì em ghi nhận, nhưng mà gọi là để mà tìm kiếm được thì đó là một cái câu chuyện thật sự là hy hữu, nó khó vô cùng. Dạ bây giờ cho em xin phép mạng cộng đồng chia sẻ giùm cho em với anh Tấn Dĩ đi. Nếu thật sự em có hình dáng y chang như vậy thì cứ liên lạc với lại chương trình của anh Tấn Dĩ là để gặp em. Cái thứ hai là ba mẹ của em có nghe em trình bày qua vóc dáng của em thì cứ thông qua chương trình của anh Tấn Dĩ và sẽ gặp em, rồi em chỉ chỗ của cái người trung gian cho, rồi Dạ. lần mà tìm Dạ còn đúng. có thể một bên là em trai, một bên là cha mẹ em trai đã biết được thông tin này thì tự tìm với nhau. Còn nếu cần thiết á, thì nhờ qua chương trình lên Tấn Dĩ thì tất cả sẽ rõ. Đúng Dạ. không anh? Dạ, nói chung là chỉ là một cái móc xích ở trong cái câu chuyện này. À, Dạ móc đúng. giữa, móc xích giữa, còn hai đầu thì nếu mà có duyên thì hai đầu nghe được rồi tìm đến cái móc xích giữa đó. Dạ. Dạ, nó cũng khó khăn lắm. À, vậy thì vào năm 84 thì lúc đó em bé đó được khoảng bao nhiêu tháng tuổi, chị có nhớ không? Lúc đó em bé nó chắc cũng cỡ như mấy chung nó gửi con vậy, mà em bé trai biết dạy lẩm đẩm rồi. Em có bị bệnh một lần nhập viện bệnh viện gia đình, là bệnh viện hồi xưa là gọi là bệnh viện quỹ học á, là nhà em gần đó đó, Dạ. bệnh viện lớn hồi xưa gọi là bệnh viện quỹ nhân học, bây giờ gọi là bệnh viện gia đình á, là Dạ. em có đem nuôi một tuần lễ rồi không có tiền đóng tiền bệnh viện luôn, hàng xóm người ta cho tiền, là lúc đó em mới có 13 14 tuổi à. Dạ. Dạ. Có vừa đem vô bệnh viện em đó, lúc đó em đã biết đi lẩm đẩm rồi, em đã độ chừng là gần 2 tuổi đó. Dạ. Chị cho em biết tên của má nuôi chị ha, biết đâu rồi người mẹ ruột nó có nghe được thì biết được cái địa điểm mà mình gửi con, được cái bà biết được cái bà mà mình gửi con á là bà mẹ Má nuôi nuôi chị. Ừ. dạ vẫn gọi là bà Sáu Hoa Dạt, À, bà Sáu Hoa Vàng hả? bà Sáu Hoa Dạt là bánh hoa dạt á, bánh ship À, á. rồi rồi bà Sáu Hoa Vàng. Dạ. Dạ là Rồi. Rồi, tiếp ok. á. Dạ. Dạ Dạ. tiếp á là mình Dạ. Rồi vậy thưa chị với thưa cô, chúc sức khỏe cho chị và cô, rồi hy vọng nếu có duyên thì mọi việc nó sẽ tự động nó tới. em lại cho bà của thấy không, Dạ, chị, vậy thì chị cứ chụp rồi gửi qua cho em. à chụp gửi qua, cái Dạ. này là máy Dạ. còn lúc 60 Dạ. 60 60 sáu mấy á, còn Dạ. em là rồi em cũng lớn rồi, Dạ. nhưng mà chờ chờ với lại anh Tấn Nghĩ rồi sẵn trên chương trình cho em xin, nếu mà giả tỷ như em muốn đi thử alien em gửi ở đó, là em thử gửi ở đâu anh địa chỉ giùm em. Dạ, Vĩ sẽ nhắn cái địa chỉ của cái trung tâm đến cho chị. Dạ, Vĩ sẽ nhắn nhắn cho. Dạ. Con cảm ơn cô Dung nhiều, con cảm ơn chương trình nhiều. Dạ, Cũng rồi. ráng cố gắng lên để tìm mẹ đi. Dạ Dạ con hồi nào Tướng cái gì? Vĩ cô muốn nói. À, cô muốn nói cái vụ này, à, cái vấn đề mà cô Phương á, nếu mà xét nghiệm ra đúng hay là không đúng gì á thì đúng thì tốt, mà nếu mà không đúng á, thì thôi. Còn cái vấn đề sau này đó thì cô muốn cái cô Nhung mà ở Quy Nhơn đó, Dạ. cô chú Tấn Vĩ nhớ cái cô đó không? Con nhớ Cô con. đó cổ nói là cổ chưa có xét nghiệm tìm cha mà chưa có xét nghiệm gì hết, Dạ. mà cổ nói cổ ở Quy Nhơn, mà cô ở cái hẻm 12 Dạ. là cô ở cái hẻm 6 đó. Dạ. Có thể là chú cho cổ cái số điện thoại á, để cho cô nói chuyện, kêu cổ đi xác đi 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 thử cổ bên Mỹ, thử bên đây cũng dễ nữa, bởi Dạ. vì cô có cái mẫu ở bên Mỹ rồi. Dạ.
Rồi con sẽ truyền đạt cái điều đó đến cho chị Nhung. Nếu như mà đúng á thì cũng báo cho tướng Vĩ biết, mà xa không đúng cũng báo cho tướng Vĩ biết thế Dạ, đương nhiên, dạ, đương nhiên. thôi. Rồi, dạ, Gì chúc sức khỏe. cô cũng trông mong tìm đứa con vậy lắm, mà tìm hoài tìm quỷ mấy chục năm nay không ra. Nhiều khi hồi đó mình cho nó đó thì hồi còn nhỏ, bây giờ nó lớn năm mươi mấy tuổi rồi, nó khác hẳn, mình không có nhìn ra được. Dạ, đúng rồi. Thành ra bây giờ không biết phải làm sao. Dạ. Hậu cái cô Oanh á, cô Oanh hồi năm 2021 á, là cổ có cái tâm hình của cổ hầu nhỏ, má nuôi cổ ẩm là y chang cái đứa bé là hầu đó cô cho. Dạ. Mà hầu đó là cô cứ nghĩ là cô Oanh nó là con của cô đó, mà xét nghiệm không trùng khớp. Dạ. Má nuôi ẩm con bé cũng cỡ 18 tháng á, mà cũng cắt tóc cơm bê. Dạ. Mà cái dốc lai lai cũng y vậy đó. Con nhỏ đó nó giống cha lắm, nó giống cô ít lắm. Mà cô cứ nghĩ là cái tấm hình hồi còn bé cô cho đó, là cô thấy là cô nghĩ chắc cô Oanh đó là con cô, mà rốt cuộc cô xét nghiệm là không có đúng trùng khớp nữa. Dạ. Rồi. Cô còn giữ cái tấm hình đó đó. Dạ. Rồi, vậy con chúc sức khỏe cô và chúc sức khỏe chị ha. Con xin lỗi cũng đến Dạ. hẹn với người khác đó, nên là con xin phép Thôi bây cũng được, cái giờ bồ cứ 12 cố giờ gắng lên tìm mẹ đi, chú tướng Quỷ chú rồi. đưa lên là sẽ biết Em đó. à, rồi. Thì cũng cảm ơn tướng Quỷ và cộng đồng nhiều. Dạ. Cô Nga cũng cố gắng lên, Dạ. đừng có thất vọng một cái gì hết, ráng cố gắng, có duyên là tới à. Dạ. Với Dạ. lại cái anh hồi nãy anh nói mày mày nếu mà người nào mà lợi tìm mày nhận mày là con á, mày hỏi là phải mày không phải là lai Tây lai Mỹ mà mày là giống như là lai Phi vậy đó, lai Phi lai Ấn này. Nếu mày không phải lai Mỹ đâu, mày đừng có nói mày lai Mỹ, bởi vì em mới hỏi vấn đề là thử ADN coi em có dòng máu lai không. Chứ Là còn trên mạng cộng đồng mấy bữa nay á, em cũng xin lỗi là kêu em thử máu cái ông ba đó là em không có thử được, tại vì trong linh tính em không nghĩ ổng là ba em. Rồi cái thứ hai nữa là đó là không có biết cái vụ mà thử máu ADN đó anh Tấn Dĩ, chứ không phải là thử đó. Rồi bị dị cảm ứng ơn máu Tấn Dĩ. mà làm sao mà thử được. Rồi ok chị, rồi chúc sức khỏe gia đình chị nha, chào mấy con nha, chào mấy con, chào gia đình nha, rồi chào cô nha. Ráng cố gắng tìm mẹ đi, đừng có bỏ qua, đừng có thấy bất mãn Rồi, phải không. chào chào. Thôi cũng cảm ơn chú Tấn Vĩ nhiều nghe, Tấn Dạ, Vĩ rồi chào cô, à, chào chị. cảm ơn chú. Thôi ráng gìn giữ sức khỏe đi, tìm mẹ đi, đừng có bất mãn mà bỏ trôi. Rồi, bye Cô cũng bye. cảm ơn cộng đồng, nghĩa là comment cũng Tích nói vấn đề là cũng hy vọng cho cô cũng cảm ơn cộng đồng nhiều. Rồi, chào cả nhà mình nha. Ok, cảm ơn chú. Dạ.